Xin chào anh em nha. Nãy giờ mình tới cũng lâu rồi, vô đồ xong luôn rồi. Vô đồ cũng hơi cực, cát không à. Nãy giờ lót ba lết nè, đẩy đồ vô. Xô này cũng nhỏ à, nó lớn. Giờ anh em cũng đang kéo nhà bạc lên. Bây giờ âm thanh mình chắc được 3 cái lo à. Tại nhà bạc kéo lên mình chắc lên thêm một cái nữa, 4 cái. Led cũng chuẩn bị đang lắp. Mới chắc được 3 cái full nè, còn cái full nữa nha. Cái lò ở dưới này là gốc nó 120 độ nha anh em. Còn 3 cái trên là 90 độ. Một cái 120, 3 cái 90. Hai súp. Đây bóc. Xài 6 mi, 1 mi phát biểu, 2 mi đeo. Vậy lo mình đi rồi xong hết nè. Đây mình xài hấp rồi. Này không thấy đường quay cho anh em xem. Đây mình xài tín hiệu Dante hết nha anh em. Xài cấp mạng hết nha. Đây tín hiệu analog mình không có xài nha. Ở đây sân khấu có sát bên, mình không có gắn cái lá cờ, mình gắn hai cây anten gâu nhỏ thôi là dư rồi. Hai cây này không là mình xài được khoảng 100 mét. Đằng sau nó giờ anh em treo cũng xong hết rồi. Sao mình chưa dán nè, tại gió quá mình chưa dán. Đây nè, gần vô chương trình nữa đầu mình mới dán bằng sau. Này mình led chuẩn bị lắp nè. Bên mình làm thanh sáng mà led nha anh em. Nhà bạc này chiều dài có 40 mét à. Chiều ngang 20 mét. Mới vừa câu xong nè. Cái nguồn nhỏ này có màn led. Cái này cũng quên âm thanh ánh sáng là 4 giờ lớn. Này hai đường này có âm thanh. Ánh sáng chưa cắm. Rồi đây nào mình có điện mình test âm thanh cho anh em xem nha. Gió quá gió. Đây, đèn cũng bắt trong vòng cho anh em. Lo thường là mình quýnh một lai 3 cái. Cái này 4 cái thôi, mình chia ra 2 lai luôn. 2 lai, mỗi lai 2 cái. Còn thùng bỗng bó lũng trơn chưa dẹp được. Sẽ đắp xong mới dẹp. Còn mới đèn pin bỏ dưới sân khấu nữa, dưới motor center chưa để lên. Chào anh em nha.
Giờ mình chuẩn bị mình thông lai âm thanh nha anh em. Để mới sao mà cũng mới để lên nè. Rồi, giờ đi chỉnh mình mở thêm cái 2 cái amply nữa. Ở đây mới nhận 2 cái amply rồi, còn 2 cái amply chưa mở nguồn. Đây, nhận 2 con dưới nè. Rồi, giờ mình mở thêm 2 con nữa. Rồi, anh em theo mình nha. Rồi, giờ mình mở âm đi anh em. Mở hai cùng lực luôn. Âm ly này mình chỉ cần mở lên lấy địa chỉ nó cái là xong. Không can thiệp gì hết. Mình chỉ can thiệp với nó setup máy MacBook. Kết nối với MacBook mà mình setup rồi. Đây bóc micro. Rồi. Lấy địa chỉ nó mới reset nó cả. Rồi, lấy địa chỉ thôi. Dante ID nha. Okay. Edit nè. 001 đúng luôn nè. Mình xài cái 4 cột thì từ số 1 tới số 4. Rồi, ở trên đây nó đang số 6 nè. Anh đi kiểu 6 mà lấy nó là địa chỉ số 2. Vậy xong rồi đó. Hai cục bên kia cũng tương tự nha. Hai cục kia là để số 3, số 4. Nhưng phải xác định là cục này cũng full nè. Cục này sub với mò nè. Sub mò. Mình phải xác định đó nha. Rồi, xin mời anh em theo mình lên mixer nha. Màn led cong nha anh em, bề ngang 18m, cao 4m. Giờ hướng dẫn anh em setup cái phone nha. Gọi chương trình của cái loa ra nha. Để mình zoom mình sát cho anh em thấy nha. Đây. Anh em nhấp đại vô đây nha. Rồi anh em chọn M28 nha. M28. Ở đây mình quýnh 4 cái. Đây mình chọn main nè, mình chọn tắp 5 hợp nha. Rồi mình gọi nó ra nè. Một cái nè. Xong mình copy nữa nha. Để xíu mình copy mình chỉ anh em nha. Ví dụ mình copy đây đi. Qua đây mình dán vào đây được. Này bát nó vô nè. Nó ra liền. Đây. Đây mình bốn cái mình chọn 46 nè. Đây 46 nha. Rồi. Sau khi anh em phải tắt cái này để mình gọi ra cái nó giống nhau hết nè. Copy đây qua đây bát vô. Full là 85 hợp tới 900 nha. Tiếp từ 920 kg. Em trai. Sao 44 mét anh mà. 44 mét. Còn 4 mét xíu nữa nó treo tại hôm qua có miếng dây trắng đó đó. 20 ngàn. Ừ. Thì một hồi nó treo ra đây nè, mỗi bên thêm 4 tấm nữa. Đúng rồi, mỗi bên đó. Ai báo đâu? Còn. Rồi xong cái này anh em sẽ chọn cái đường input nha. Anh em vô đây nè, anh em chọn đường input nè. Anh
input, mình chọn đường E nè. Còn thôi mình sẽ vô đường E cho nó. Rồi. Giờ anh em bấm vô đây nè. Anh em bấm copy nữa, copy nè. Qua đây anh em bát vô cục full này. Bát vô này chèn luôn. Rồi bát. Này vàng giống hệt luôn không? Không cần setup nữa. Rồi tới cục sub. Sub mình bấm vô đây luôn, y chang luôn, mình chọn S 118 Omni nè, 3585 hợp nè, grid nè. Nhớ đánh dấu grid nha anh em. Rồi, xong tới B12 nè. Quánh B12 nè. Mo nè. 85 hợp nè. Rồi bên đây cũng y chang luôn nè. Chọn mo luôn, 85 hợp. Rồi anh em gọi nó ra thôi. Rồi cũng y chang này mình thoát nè. Mình copy cục số 2 nè. Mình bát vào cục số 4 nè. Rồi xong. Bây giờ mình bát nó vô anh em. Đây cái đường mixer nè. Mixer mình nó có 64 đường eo nha. Đây. Ví dụ cái đường eo mixer mình nó là 25. Đây. Bát vô cái đường của âm ly là cái đường E nè. Đó mình cứ bát vô mà. Đánh dấu vô thôi. Còn này sub nè, sub đường cho máy mình cứ nhấp vô thôi. Rồi tương tự mấy cục kia cũng giống vậy nha anh em. Rồi, mở cái phần mềm lên nè. Mình cho nó cái phụ lên tiếng nè. Đây có tín hiệu nè, mình đẩy lên anh em. Đẩy lên thử có tiếng nha. Rồi, này là cái mic nha. Hai nè. Đâu hết. Nãy giờ mình thông lại xong rồi anh em. Em để kiểm tra cái xong rồi mình sẽ bên nồi đấy nha. Có chân micro để sau cái súp á. Súp bên đây nè. Ê lôi cái đầu dây lại tao cabinet lên cái. Không cabinet micro sao thả bên nồi. Chị My để sau lưng cái shop bên đó đó. Rồi anh em đợi mình capilet xíu nha anh em. Không có ai quay hết trơn á. Mình tự quay tự làm luôn. Anh em coi cái gì thông cảm mình nha. Đang chuẩn bị tuôn hệ thống xong cúp điện luôn nha anh em. Để hồi có điện mình tuôn sao. Đây. Center mỗi bên cái nha anh em. Ở trên là 4 cái mo. Đây mỗi bên 2 cái. Hai center, mo là B12 luôn nha anh em. Đèn anh em bắt cũng xong rồi nha anh em. Đèn hai trụ hai bên. Đây, màn led cũng xong luôn nè. Nhưng cúp điện thì chưa test được. Quá trời không. Đèn phía trước cũng chắc lên xong rồi. Nghĩ ơi, này hồi lấy cái nắp mô to, lấy cái nắp không rồi nha. Để cho cái nắp nằm xong mình bỏ cái mô to đứng lên cho nó bằng sân khấu đẹp. Đúng rồi, lấy cái nắp à, bỏ cái đế đi. Trên sân khấu quá trời độ luôn. Sổ B12 cho anh em. Hmm.
này lép cong nha anh em. Đây nằm nghỉ ơi. Nằm bê đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nằm bê nè. Đó, xem ta. Nó ở đây, đẩy sát cầu thang luôn, ok nha. Đây cặp bên cầu thang luôn nha, nhìn nó đẹp đi. Cúp điện anh em đang gắn dây kết nối màn led luôn anh em. Đây, cắp mạng, dây nguồn, đủ thứ. À, quá trời luôn nè. Nhìn dây nó chóng mặt luôn anh em ơi. Dài qua tới bên kia luôn. Led này B3 nha anh em, outdoor nha. Chịu mưa chịu gió luôn. Anh chủ led anh mập vậy nè. Làm nhiều quá nên nó mới mập. Ê, tủ nguồn của màn led nha anh em. Quá trời dây luôn. Led này bên âm thanh sáng quỳ phương luôn nha anh em. Đây, xe cũng đang bàn ra nè. Bộ chia tín hiệu của đèn. Đèn xài Arnet nha anh em. Cắp mạng hết. Đây có điện xong mình tôi nẻ thống âm thanh là xong đó. Tép micro nó xong. Hai bạn ánh sáng nè anh em. Giờ cúp điện này chưa thông line được. Hero chưa xong, mới đặt nó chưa xong để tun xong cái. Tun xong nó mới về được. Cúp điện rồi. Dẫn anh em chỉnh delay cái center nha. Để lên đặt cái chân mít. Là kẻ bóng mát anh em. Đây cái center đây nè. Cái bàn này cái bàn VIP nè. Cái bàn VIP ở đây phải không? Mình sẽ để cái chân micro ngay chân cái người ngồi nha. Để cái chân cái người ngồi luôn nha anh em. Rồi, dễ thẳng vô cái loa center. Đây cái ghế đây là cái micro ngay chân cái ghế anh em. Anh em mà để sai là ngồi ở đây là không nghe được cái center. Hoặc là bị chổi. Rồi, xong lên mixer mình delay nó một cái. Cái sub với cái FOH thì mình tune sơ thôi.
tại cái súp với cái FOH của cái súp với cái phun của cái sổ nó không có delay, nó không có bị delay, khi nào mình treo lên thì nó mới bị delay thôi, mình chỉ cắt EQ nhẹ thôi xong rồi. Rồi giờ mình mở cái FOH lên này nhanh em. Thấy cái này một phần nó dư á, nó dư bao nhiêu mình cắt bao nhiêu thôi. Dư nào mình cắt cái này thôi. Giờ mình chụp hình để ra đi. M28 nè. Rồi giờ mình insert thằng cái nha anh em. Đây insert nó vô cái nè. Rồi giờ mình tắt cái FOH đi. Rồi anh em mở cái center lên nha. Rồi mình sẽ thấy cái center mình nó nằm chỗ nào rồi. Rồi anh em thấy cái center nằm đâu chưa? Đây nó đang nằm đây nè. Đây anh em thấy bên đây nó để là trừ nè, trừ 6.48 mg/giây đấy không, màu trắng nè. Bây giờ mình chỉnh sao nha, cho cái nút này nè nó chạy về chỗ này là chỉnh nha anh em. Rồi mình sẽ vô delay nè, ở đây nó bị ánh sáng nhìn không rõ, anh em thông cảm nha. Rồi mình sẽ vô cái output nè. Đây cái center nó nằm 20 mấy nè, 27 nè, đây nè, ở đây nó đang mét nè nha anh em, chỉnh là micro dây nha. Đây micro dây đóng nè, đây nè, hồi nãy là 6 chấm, bây giờ để mình dặn cho anh em coi nha. Nè bắt đầu mình dặn nè, bấm vô đây on delay nha, center nè on delay. Rồi bấm vô đây rồi mình dặn anh em coi nó chạy nha. Này nó chạy không? Rồi, rồi. Mình dặn sao cho cái lo mình nó nằm ngay trên cái tim là được nè. Rồi anh em thấy ngay giữa chưa? Đây ngay giữa. Đây lát ngồi đâu? Hả? Lát ngồi đâu? Rồi. Xong rồi mình chỉ cần cắt EK thôi. Thì là mình chỉnh delay xong nha, của cái loa trên tay anh em. Đèn thì chưa lên. Bây giờ mình tuôn motor nha anh em. Đây, tầng của motor rồi nè. Cái nào dư mình cắt nhẹ xíu là xong rồi. Nếu sổ B12 dễ tuôn lắm nè, rất là dễ tuôn. Đây giấy tận của B12 nha anh em, nào dư anh em cắt xuống xíu. Rồi mình cắt xong rồi nha anh em. Rồi hồi mình thử mi vì nó có dư rồi cắt thêm tí nữa xong. Rồi giờ tới thử micro. Thử micro chắc mình không quay clip được anh em. Micro tại không có cầm được cái cam. Giờ sau thời gian mình test mi xong rồi anh em. Đây, 20 đeo. 20 đeo xong rồi cầm tay.
này 60 cầm tay, 1 mi con ngỗng. Led cũng đang setup, đang thông lai cũng gần xong rồi nha anh em. Để mình lên quay anh em coi sân khấu nha. Gần xong hết rồi. Anh Thanh là xong rồi, ánh sáng đang thông lai. 2 giờ sẽ ghi hình sổ. Bạn sáng nha anh em. Nhìn bạn sáng có nồi mà không biết luôn. Led đang thông lai. Nghe mình đang bẻ đèn luôn nha anh em. Đèn thông lai xong rồi nha anh em. Video này hơi dài nha anh em. Tại mẹ một show mình chia ra 2 video thôi. Anh em gắng xem nha. Âm thanh ánh sáng Vi Phương nha anh em, có số điện thoại luôn nè. Âm thanh ánh sáng mà led Vi Phương. Bên đây là dòng loa nén sồ SMH. Loa này đúng ra là mình treo lên quýnh mới hay. Tại đây mình không có chỗ treo, mình dựng trụ thì không được. Nào rồi show nó lớn thì mình mới treo. Con này sao nhỏ nhỏ vậy thôi, mình chỉ cần để vậy là mình quýnh là đủ rồi, dư luôn. Đây em ly nè. Rồi máy khói cũng sẵn sàng luôn. Đang chỉnh đèn. Anh em xem nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất của mình nha. Đây sau mình có đi show mình sẽ quay clip cho anh em coi nhiều nhiều. Hết Covid thì show về bên công ty mình nhiều show lắm. Show từ 20.000 người là bên công ty mình lãnh hết.